Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì ở clip hôm nay mình lại tiếp tục quay về map Lyvic và săn cái hòm thính tường và tìm những cây súng dòng XT. Nghe một số anh em bảo là trong thính này nó có cả lục nữa anh em ạ. Ách trường thật. Thì hôm nay mình sẽ tìm thính và kiếm cây lục XT nha, để xem nó bắn như nào. Ô, ui có tìm. Rồi nó một này, ui từ từ đã. Một tìm nó đáp ngay chỗ nhà chung cư gần mình. Tường clear cơ. Cứ bình tĩnh là mình đi loot đã. Và nghe nói là cây súng dòng XT này đó là cây lục Scorpion này. Nghe nói vậy, tí nữa mình sẽ đi tìm và sẽ bắn thử xem cái dòng XT này sẽ như nào. Lần trước thì cũng đã làm clip trải nghiệm cây gì nhỉ? Cây AK với lại cây M24 đúng không? Và lần này thì mình sẽ tìm những cái dòng súng XT khác và test luôn cho anh em. Clip trước thì cũng có nhiều bạn bình luận là trong mục 44 ấy, mục Arena thì có rất là nhiều những cái dòng súng XT nhưng mà vào đấy thì bắn nó không hay. Mình phải tìm trong danh này bắn nó mới hay này, nó thực tế hơn đi. Kiểu gặp mấy bạn mà có giáp mũ rồi full đồ để bắn những cái dòng XT này xem nó sức mạnh như nào. Uzi này cầm tạm Uzi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ công dần qua nhá. Sương sương đủ đồ rồi anh em ạ. Tại vì lúc nãy mình đâu chắc là cũng được cứu rồi. Đây đang chạy lộp cộp ở trên tầng này. Tầng 2, tầng 3 ấy. À, kê tầng 2 kìa. Hay là mình bắn luôn đi. Đây là lộ tay này. Hai viên rồi. À, tên sửa lại. Tên kia cầm sửa lại và bắn con bot. Đây, mình ốp bom vào này. Trên nóc có luôn này. Ui. Ốp từ trên nóc luôn. Trời ơi, có bom lỗi thế. Bây giờ bọn nó kê tầng 2 từ nóc hết rồi anh em ạ. Có này. Rồi nóc luôn này. Đẩy luôn. Từ ốp vào bom đã. Rồi lên luôn. Hình như có hai tên hay sao nhỉ. Mũ 2. Có mỗi một tiếng chân thôi anh em. Đẩy luôn nhá. Ai à. Ai à, kê ngay đây à. Ông này IQ đấy. Không gọi là chưa vội lên cứu bạn mà đứng đây kê mình trước đã, hiểu không? Rất là IQ luôn. Trời ơi, AUG với lại M24. Vẫn là M24 XT anh em ạ. Vũ khí thử nghiệm này đã được nâng cấp này. Thôi, cứ cầm tạm combo này đi, cầm luôn AUG nhá. Có khí đột nữa. Rồi chắc lại phải đợi thêm cái hòm thính sau rồi. Đang muốn cầm lục bắn trận này mà lại không cho mình cây lục nhỉ. Ô, người à? Vãi trưởng chiến đại ca này. Ồ, ông nào quăng smoke đây? Ông này quăng à? Hay là đồng đội ông này quăng đây? Hình như là có mỗi ông này chỗ này thôi. Vãi trưởng thanh niên tính là để ăn thính một mình à? Hay như nào? Mình chả hiểu luôn. Mình có mỗi ông này thôi anh em ạ. Vâng, một thanh niên đi lẻ á. Ăn thính xong rồi cái kết làm game mới. Quá đen. Ơ đồ. Vãi cả trưởng lại AUG với lại M24 này. Cũng có cái bộ khí đồ luôn này. Hai hòm thính là y chang nhau luôn. Ui một sự trùng hợp không hề nhẹ nha. Điêu thật sự anh em ạ. Rồi đúng đấy mình đợi xem có team nào lại cướp cái hòm thính này không. Đỡ phải đi tìm, bọn này còn có 12, à 13 người nữa thôi. Đây có xe luôn này. Ui rồi. Mấy tên đây. Mình không có bom chứ. Xuống bắn luôn này. Đây này, à một tên lên, một tên đã leo vào nhà rồi. Định lên xem đi đâu bạn ơi. Còn một tên trong nhà nữa. Ôi bên trái mình này, ôi cái gì đây. Hai tên luôn này. Làm cái gì đây. Ui vãi trưởng. Hình như là bạn đồng đội luôn của hai ông này hay sao ấy. Còn ông cuối cùng, tầng 2. Rồi mình công vào luôn. Chạy đi đâu bạn ơi. Ui. Đừng bảo. Ui vãi ngay trường á. Em cứu bạn anh nhá. Trời ơi ba kill của em anh ơi. Vãi ngay trường chơi ác phụ này mà vẫn bị nhận ra. Tôi khổ quá mà. Khổ thật sự anh em ạ. Lại gặp. Ui từ từ đã có xe. Tìm khác hay sao ấy. Đi kiểu. Ui. Có tên súng bên khu nhà này. Ui tiếng ca này.
Đôi. Bắn ai nhở? Không thấy luôn anh em ạ. Ui hình như là. Thôi xong rồi. Ui trời ơi, hai bạn lúc nãy mình đốc đóng hai hòm gỗ rồi. Trời ơi team này bị gạt hai rồi sao ấy, bị Buồn tên anh ca ơi. gạt hai rồi. Nghe cày thế nhờ, đã Hai không quả cứu súng được ngang các này. bạn đấy lại còn bị cái tên này nó gạt luôn chứ, trời ơi. Cảm thấy tội lỗi quá anh em ạ. Đấy các bạn thấy À, anh không? ấy đâu rồi? Khổ thật sự. Nghe tên ca này mình phải giết cái tên ca này, mình phục thù cho team này mới được. Đấy, nó vẫn bắn kìa. Nó leo lên trần hòn đá rồi. Từ mình lên góc này mình vẩy mà hay từ cái tên này luôn. Đây này. Anh Lộc kia, anh Lộc đâu, anh Lộc đâu? Một viên này. Ui. Anh Lộc đâu rồi? Hai tên khác này không lên này. Tính khác hay sao ấy? Gặp tên này trước đấy. Rồi xong. Nó đốc nó gặp tên kia rồi. Bắt cho hai cái SP của Ui. anh Lộc rồi. Vẫn đang còn tên súng trong nhà này. Chỗ nào ấy? Anh Lộc vừa nó một thằng rồi mày cái SP rồi sao ấy? Đâu mình gạt rồi. Thôi, cái bỏ súng ra, kệ cho anh Lộc. À, chỗ này hai team. Ô, Giới tên là đang ơi. đốc này. Gãy kêu anh em ơi. Rồi, có kêu luôn. Hello ơi, sao ấy kìa anh ơi. Đừng còn tên trong nhà đã đi đâu nhờ, tên này ngoài bo anh em ạ. Anh Lộc có nói gì không phải Ôi ơi. 6x này, mình xin. Tao không nghe từng game đâu. Từ từ nha, mình đang tập trung, mình bắn cái team này phát tí nữa. Để nếu mà clear được ấy thì tí nữa vào cuối Em đã bo cho rồi. mày cái này này. Bật Em mic cho mày gọi cua là anh rủ Lộc team này. này mình đập chảo. Trời ơi. Để mình lên này, mình bắt cái tên cầm ca chạy đâu. À kia kìa. Chạy này, một viên này. Đấu ca bạn ơi. Ơ, nghe nó chạy luôn kìa. Vãi trở thanh niên ạ. Sao không ở lại đấu ca với mình nhỉ? Ui, thế nào đây? Ui, mũ ba. Rồi. Ơ, cái tên đấy ạ. Cái tên đang có cái tiếng mà 762, hình như là tiếng mà 762 là con bot. Đây này. À, đi ra. Ờ đúng con bot rồi em ạ. Thanh niên đang đứng kề bị bot bắn ấy, thế là không để ý mình luôn, hơi đen. Còn một tên nữa lúc nãy cầm ca chắc là nó chạy qua đồi rồi, vậy là team đấy là team khác. Nãy hai team công nhau mà, một team đã clear, còn một team cầm ca nữa thôi. Đi, mình lên xe mình vào bo luôn với lại hai bạn này luôn. Trời ơi, tiếc rằng là Đấy. cái team này đã bị gạt mất hai rồi. Đen thật sự lại gặp cái team kia nó gạt mất luôn, không kịp cứu. Bắn nhất. Đấy các bạn lấy cái lý do tại sao mà nhiều khi mình phải sử dụng app này, mình đi solo Ủa? squad ấy. Đổi tên liên tục không để các bạn nhận ra là rất là khó bắn luôn. Kiểu không bắn cũng không được mà bắn cũng không xong. Ok kìa, cái tên kia nó chạy vào nhà rồi. Và ai đứng đây mình cam bo rồi mà nó vẫn vào được nhà kìa. Nhanh đấy. Ơ, tưởng lên xe cơ. Ô. Vãi trưởng nó lên xe thật này. Hình như là có hai tên. Một tên vừa chạy vào nhà này nữa này. Đâu rồi? Ủa, một tên nó trốn đâu rồi? Ơ. Đâu nhỉ? Trên... Ui, trên đầu à? À, bạn mình Anh Lộc mà. đâu rồi? Trời ơi. Vậy là có mỗi một tên thôi hay sao ấy nhỉ? Vậy là mình nhìn nhầm rồi, mình tưởng hai tên cơ. Thôi lên Điều xe, ấy. lên con xe địa hình này vào bo luôn. Ai à, được cái nhỉ, vâng. Lần trước tính làm một clip trải nghiệm con xe này mà tìm không ra anh em ạ. Hôm nay lại tình cờ gặp Anh được thế con nào xe anh? này, đây là mình review sơ sơ luôn. Chơi đúng chỗ. Không có nghe anh ơi. Đâu? Ui trong nhà này luôn, đây, đây, đây chơi luôn. Đây, leo qua tường luôn này, đấy, ui, thôi xong. Ui trên nóc nhà kìa. Hai tên. Ôi clear rồi. Mẹ mày mà có hai tên. Ui nóc à? Ê không sao không sao, không sao. Clear clear. Cứu 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 bạn đây. Anh Lộc đây, cứu tải à, ơi. thanh niên nổ xe may mà không bị chết luôn, may mà vẫn nóc, vẫn đang cứu lại được. Mẹ đang này. Này. Hải kia quay xe à, Hải đâu cứu bạn kìa. Đồng đội chán thế nhỉ. Vẫn đang còn làm cái gì vậy? Clear rồi mà. Vậy là còn một tên cuối thôi này. Vậy chắc một tên cuối đâu đó trong khu nhà này rồi, trong khu nhiều nhà này. Không biết ông này núp chỗ nào này. Vâng, vậy là trận này tính ban đầu là gọi là tính là tìm cây lục để trải nghiệm, thế là không tìm được lục. Thế là gặp luôn bộ đôi team up, chính xác là một team luôn nhưng mà hai bạn kia hơi đen khi mà mình kiểu mình nốc mình không biết đi, thế là bị cái team thứ ba nó tới nó gạt luôn, hơi đen rồi.
Còn mỗi hai bạn này. Tên là tên khác này. Thế tên này không phải là cái tên bồ mình anh em ạ. Tên này mặc cái bộ đồ thỏ. Mà lúc nãy mình nhớ là đồng đội mình là có một ông mặc bộ đồ gấu trúc với lại một ông là mặc cái bộ đồ đen đen thôi. Đây cái ông còn lại chui vào nhà vệ sinh rồi. Ai da, thành nhân nốt rồi anh em ạ. Nào ngó ra bạn ơi, làm phát M24 này kết liễu luôn này. Ông này không ngó chứ. Chắc là mình. Ôi. Ui nó vừa nhìn bẩn mình. Đẩy luôn. Thanh niên này vẫn cố thầm du trong cái nhà này. Đây đúng không? Ôi, vãi trời, đã tính bắn yếu để vẩy một viên máy tư mà ông ấy chết luôn rồi. Sao bây giờ cái AUG này nó mạnh vậy? Rồi ok, bây giờ còn hai tên còn lại. Hai bạn còn lại đây. Bây giờ làm sao được nhỉ? Lúc nãy hơi có lỗi với lại hai người đồng đội của hai bạn này. Thì chắc là trận này mình sẽ đập chảo. Alo, đập chảo nha các bạn ơi. 1v2 nha. Đập chảo Em luôn đây, với lại một hello với hai bạn. bạn này, chỉ cho hai bạn này có cơ hội Được top anh 1 đi. ơi. Hai à? Từ từ nha. Anh bắt đầu vào, đầu đây, bắt đầu em vào luôn nha. Đợi từ từ đợi 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 mình cầm bom, mình ném lên nổ phát là lao vào. Ok. Ok. Anh ơi. Từ vào sát tên này kiếm bom đã. Đây có Anh bom chuẩn luôn. bị là vệ sinh rồi. Này, nổ bom phát bom nổ phát là gọi là lao vào đập, gọi là đập đập hội đồng luôn, 1v2 luôn anh em. Anh ném nét. Rồi. Chơi luôn. Vô. Và 1v2 cũng hơi căng nhỉ. Một phát này, úi giời ơi. Công Phượng. Chơi khô máu lắm anh em. Lao vào giữa luôn. Ôi Không chơi thủ nha. Ấy à. clip anh nhá, đang clip bên Ui, anh nhá. hai phát rồi kìa. Hai phát rồi. Ui rồi. Đập được đấy anh em ạ. Vâng, hai bạn này đều đập được mà lại còn 1v2 thua rồi. Dù sao thì trận Đừng này nghe đang cũng clip nha. Anh ơi, dành đang cho clip anh các bạn nhá. ấy một cái trận top Sao 1. hay ngon đấy. Vãi cả xác anh người ngon này. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau nha. Bye bye anh em. Hay quá. Gặp anh lâu rồi.